Trời cầu xin cùng thiên chung đến mạnh ngay, có người làm phước được xài ai đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, mến chào mến chào Sích Hồng Mai, mến chào Sích Niệm Từ, mến chào Quang Thanh, mến chào Sích Thi Na, kính chào Hoàng Sích Hoàng Thành. Dạ, kính chào Karuna vừa vào đạo tràng, dạ, vừa đúng giờ. Bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự cơ pháp của kinh số 87. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu tri thức. Hôm nay đạo tràng của chúng ta rất là vinh dự được đón một cái vị khách mới, đó là đạo hữu học giáo pháp 2. À, hôm nay thấy vị này đến với đạo tràng rất là hoan hỷ. Không biết vị này mới hay cũ nhưng mà học với hai giáo pháp luôn ha. Tức là học giáo pháp 1 không nói, để học với giáo pháp 2 luôn. Tức là trình độ của vị này chắc cũng giỏi lắm. Rất là hoan hỷ ha. Có gì sang trái thì quý vị này hoan hỷ coi như chỉ bảo giùm chúng tôi ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 87. Trước khi đi vào nội dung câu Phật ngôn này, xin phép được nán dương ân đức tam bảo. Phật thù ma hệ si á răng ta thà gà tô lô phú ta mô sắp bá gà rù quý chệt thác cô lô cá sơ sá thà chá ná đầm mắc cô quý đồ hoành đà mắc hình tăng ná ra phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức công đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tư đề đã tinh tần thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bá đi bồ yá tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa quy nà ca rù cô sắp bà nhu bút thóc bá tế phù tí sanh nhá tù hoành đà má hình thần ná ra phù. Chánh này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai xoay sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm đặt dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường.
sân khô quý số thô chú gác tá xa xa quắc cổ xích khà chú cà mô quắc ra thầm bác xích khá cổ đình đà bác sân xà đi an à đá rồ quá rồ quanh đà mất hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần hỏi tin văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận ác tây gia tê chê nó sẽ kha mê ê tú quá thanh năng ta xa bí a nú pha quê nó sẽ hát xa dê nó sẽ chạy tụ. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Kính lễ để Đức Phước Quang vừa đến với pháp hội. Bây giờ chúng ta đi vào bài hôm nay. Câu Phật ngôn 87. Để Đức Phước Quang, không biết vị này ở trú xứ nào, có phải tượng tọa Phước Quang, vị này chắc ở Phước Sơn ha, vị này ở Phước Sơn, bởi vì Phước Sơn thì chữ Phước đứng đầu, cả một núi Phước mà, cho nên vị nào ở thiền viện Phước Sơn thì cũng lấy chữ Phước đứng đầu. Còn nếu mà vị này là trụ trì của chùa Phước Quang ở Bình Định hay là Phước Quang ở Nhân Trạch, Đồng Nai thì chắc khi nào thảo luận về Phật Pháp thì cũng tỉnh quý vị hoan hỷ lên chia sẻ ha. Rồi bây giờ chúng ta học câu Phật ngôn 87. Quý vị thấy rõ bài học chưa? Alo. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học. Canh hăng thầm măng quyết bắc hà giá. Canh hăng thầm măng quyết bắc hà giá. Canh hăng thầm măng quyết bắc hà giá. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Xúc cần pha quê thác bành đi tô. Xúc cần pha quê thác bành đi tô. Xúc cần pha quê thác bành đi tô. Rồi bây giờ chúng ta ráp hai câu này lại. Cần hằng thầm măng quê ba hài gia xúc cần phao quê thác bành đi tô. Cành hằng thầm măng quyết ba hài gia súc cần phao quê thác bành tô. Cành hằng thầm măng quyết ba hài gia súc cần phao quê thác bành đi tô. Rồi chúng ta tiếp tục hai câu sau. Ô ca a nô ca ma gầm ma. Ô ca a nô ca ma cầm ma gầm ma. Xin lỗi. Ô ca a nô ca ma gầm ma. Học lại lần nữa ha. Ô ca a nô ca ma cầm ma. Và câu cuối cùng. Quy về kề giác tha đù ra măng. Quy về kề giác tha đù ra măng. Quy về kề giác tha đù ra măng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ô ca a nô ca ma gầm ma quy về kề giác tha đù ra măng.
ô ca a nô ca ma gam ma quý huệ kê yát tha đu ra măng ô ca a nô ca ma gam ma quý huệ kê yát tha đu ra măng để được phước quang đọc thành ra phước quang để phước quang ở thiền viện Phước Sơn ha à, quan ý quan hỷ à, sa thủ để được phước quang rất là hoan nghênh à, để được tham gia vào cái room Phật giáo truyền. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha bốn câu này. Cành hằng thầm mằng huyết bá hà giác xúc căng pha quê tháp bành đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng cành hằng thầm măng quyết ba hai gia súc căng pha quê tháp bành đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng. À, đó là cách mà chúng ta đọc nguyên một câu ha. Về trường âm đoạn âm thì quý vị chú ý ha. Rồi bài này trường âm đoạn âm chúng ta có cách đọc thứ hai. Căn hằng thầm măng quyết phá hại giác xúc căn phà quê tháp bành đi tổ ô ca a nô ca ma gầm ma quy huệ kê yát tha đù ra măng. Đọc lại lần nữa ha. Căn hằng thầm măng quyết bá hại gia súc căn pha huệ tháp bành đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quy huệ kê yát tha đù ra măng. Như vậy thì trên cách đọc trường âm và đoạn âm chúng ta bài này có hai cách đọc à, như vậy thì cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn, tức là chúng ta đọc một lần hai câu, bởi vì câu thứ hai cuối cùng nó là một trường âm, cho nên khi mà thấy à, một bài kệ nào mà câu thứ số 2 là trường âm thì đó là một bài kệ dễ à, chúng ta cảm thấy à, rất là yên tâm à. Dừng lại câu số 2 thì chúng ta bảo tồn được cái hơi sức của chúng ta, chúng ta có thể điều phối à, hơi sức của chúng ta để đọc một bài kinh có lực. Còn nếu mà đọc nguyên một bài như vậy thì cái hơi sức của chúng ta sẽ phân tán ra và cảm thấy rằng cái lực nó không phát huy được. Rồi bây giờ chúng tôi đọc lại và sẽ qua giọng kệ à, cái nghĩa là đọc lại phân bố làm hai ha. Căn hằng thầm mong quyết phá hại giác xúc căn phà quê tháp bành đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quý huệ kê yát tha đù ra măng. Vậy thì dòng kệ chúng ta cũng đọc một lần hai câu giống như vậy. Bởi vì sao? Một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai ha. Và chúng ta đọc một lần hai câu à, đọc một lần hai câu để nương nhau. Cái vấn đề kệ là cái âm giọng lên xuống. Bây giờ chúng ta làm trước. Cảnh hân thâm ân quyết ba hai giang xuống căn pha quê thăm đi tổ hồn ô ca nô ca ma gầm ma quê quê kê giác tha đu ra măng. Cảnh hằng thâm mẫn quyền ba hai giả sùng căn pha quê tha bánh đi tổ hồn ô ca nô ca ma gầm ma quy quê kê giác tha đu ra măng.
cảnh thân thông văn quyền ba hai giả sục căn pha quế tha banh đi tổ ô ca nô ca ma thâm ma quy quê kê gia tha đu ra mừng hơi lung tung chỗ này đọc lại cảnh thân thông văn quyền ba hai giả căn pha quế tha banh đi tổ ô ca a nô cam ma gầm ma quy quê kê gia tha đu ra mặn kẻ trí bỏ pháp tu tập theo pháp trắng bỏ nhà sống không nhà sống viễn ly khó lạc. Rồi hôm nay Simita vắng mặt rồi, thấy quý vị đưa tay cũng chậm nữa. À, bây giờ thấy Sĩ Kim này, Sĩ Kim Nhung này, Sĩ Thiện Vũ ba bàn tay. Xin mời Sĩ Kim trước ạ. Thêm Sĩ Quang Thanh nữa, xà thủ. Con xin kính chào. Để đem cái mic lại cái đã quên. Con xin kính chào Sĩ Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ hả quý vị? 1, 2, 3, ôi 3, 4, dạ rõ, dạ cảm ơn, nghe rõ há liên tục ha. Dạ con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 87. Khanh hăng thăm măng quý khanh hăng thăm măng quý pha hà giá xúc khăn pha quê tháp thành đi tù ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê dắt tha đù ra măng khanh hằng thầm măng quý pha hai giáp xúc khăn pha quê tháp hành đi tổ ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê dắt tha đù ra măng. Trời em đọc sao kỹ ta. Con đọc lại lần nữa. mới đi chợ về, trời ơi xăng lý xíu quá, mệt quá, mắt mờ quá rồi. Con đọc lại. Khanh hằng thầm măng quý pha hai giáp xúc khăn pha quê tha bành đi tô ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê chắc tha đù ra măng. Phân tích câu 1 và câu 2. Khanh trường âm ngắn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm ngắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp trường âm ngắn, bá đoạn âm, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm. Câu số 2, xúc trường âm ngắn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha quê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, banh trường âm ngắn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Khanh hăng thăm măng quyết phá hài giá xúc khăn pha quê tháp bồ. Ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê dắt tha đù ra măng. Phân tích câu số 3. Ô kha hai trường âm thông thường. Ô kha hai trường âm thông thường. Á đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Khá đoạn âm. Ma trường âm thông thường. Gầm trường âm ngắn. Má đoạn âm. Phân tích câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Quý đoạn âm. Quê kê hai trường âm thông thường, dắt trường âm ngắn, thá đoạn âm, đu trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê dắt thá đu rá măng. Khanh hằng thầm măng quyết pha hà giá xú bằng pha quê tháp hành đi tô. Ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê dắt tha đù ra măng. Khanh hằng thầm măng quyết pha hà giá xúc khăn pha quê tháp hành đi tô. Ô kha a nô kha ma gầm ma quý quê kê dắt tha đù ra măng. Khanh hằng thăm măng quy pha ha gia sục khăn pha quê tha phanh đi tô
Ô ca a no ca ma gấp ma quỳ quê kê giấc ta du ra măng thành hằng thâm măng quy ba há gia sục khăn pha quê tha pan đi tô Ô ca a no ca ma gấp ma quỳ quê kê giấc ta du ra măng kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng bỏ nhà sống không nhà sống viễn ly khó lạc còi đó con tưởng là khổ lạc chứ bây giờ sư sửa là khó lạc tức không có tìm được cái sự an lạc phải không sư rất khó không sư con nghĩ như vậy đó đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu sư con có sai gì xin sư sửa nha sư con không thấy sư cho bông hoa gì giáo trời á wow wow bữa nay sư làm biến mất mấy cái bông hướng dương nó mất đi rồi sư sư cho bông hồng với sư trời ơi bông hồng người ta nói bông hồng nghĩa khác với sư còn thấy còn khoái nhất là bông hướng dương đó sư tại mỗi lần sư cho bông hướng dương là con khoái nhất đấy sư bông hướng dương cái hộp bông hướng dương ăn ngon lắm sư dạ con có sai xin đi chữa còn giờ con khiêng nước vô nhà cái đã con xin cảm ơn sư và quý vị có người vỗ tay vỗ chân mấy người kia hai người vỗ tay vỗ chân chắc là phe ta đó thôi con cảm ơn dạ xin nhường người khác à. Con quên rồi vô không coi không biết ai hết dạ alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ sư trí đức con kính lễ sư quán không con kính lễ sư phúc quảng con kính lễ quý sư quý cô tu nữ dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ con xin đọc câu kệ ngôn số 87 ạ hằng thầm bằng quyết ba hà gia trúc căng pha quê tha bà đi cô ô ca a nô ca ma gầm mê dắt tha đù ra măng căn hằng thầm bằng quyết ba hà gia súc căn phá quê tha bần đi tô ô ca a nô ca ma quy quê kê dắt tha đù ra măng kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng bỏ nhà sống không nhà sống viễn ly khó lạc là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Can là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm theo giọng nguyên âm, whip là trường âm là đoạn âm thông thường, giá là đoạn âm, sú là đoạn âm, là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha, quê là hai trường, thá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Căn hằng thầm măng quyết ba hà gia súc căn pha quê tha bàn đi tô. Câu 3 và câu 4 ạ. Ô ca là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, găm trường âm, má là đoạn âm, quý là đoạn âm, quê, kê là hai trường âm thông thường, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô ca a nô ca ma gầm mê quê kê dắt tha đu ra măng. Căn hằng thầm măng quyết ba gia súc căn pha quê tha bần đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê dắt tha đu ra măng. Con xin kể ạ. Căn hằng thầm măng quyết ba ha gia súc căn pha quê tha bần đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê dắt tha đu ra măng căn thầm măng quy ba ha gia súc căn pha quê tha bần đi tô
quê ca danh thà đu ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Bỏ nhân nhẫn ly khó lạc là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong rồi. Dạ, có sai con kính thỉnh sư chỉnh sửa. Dạ, con xin mời Thiện Vũ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ sư Phước Quảng, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 87. Canh hăng thăm măng quýt ta hà gia súc căng phà quê tháp bành đi tô. Ô ca á nô ca mà găm ma quý quê kê gia tha đù ra măng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Canh, trường âm nhấn. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thăm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quýt, trường âm nhấn. Bá, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Xúc, trường âm nhấn. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pha, quê, hai trường âm thông thường. Thá, đoạn âm. Banh, trường âm nhấn. Đí, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Canh hăng thăm măng quýt ta hà gia súc căng phà quê tha banh đi tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ô, ca, hai trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Găm, trường âm nhấn. Má, quý, hai đoạn âm. Quê, kê, hai trường âm thông thường. Giáp, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Đu, trường âm thông thường. Rá, đoạn âm. Măng, trường âm độc thơ giọng nguyên âm. Ô ca a nô ca ma găm ma quý quê kê giáp tha đù ra măng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 87. Canh hăng thăm măng quýt ta hà gia súc căng phà quê tha bành đi tô. Ô ca a nô ca ma găm ma quý quê kê giáp tha đù ra măng. Canh hăng thăm măng quýt ta hà gia súc căng phà quê tha bành đi tô. Ô ca a nô ca ma găm ma quý quê kê giáp tha đu ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đức Tọa Quán Không, kính đảnh lễ Sư Phước Quang và con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp 87. Cho con xin bài nhỉ. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bắt bài. Căn hăng thăm măng quýt pa hà gia súc khăng pha quê tha bàn đi tô.
cô ca an nô ca ma gầm ma quý quê kê rát thà đù ra măng căn hăng thầm măng quýp ba xúc khăng pha quê tha bàn đi tổ ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê rát thà đù ra măng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Căn hằng thầm măng quýp ba hà gia súc khăng pha quê tha bàn đi tổ. Căn là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, súc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha quê là hai trường âm thông thường, đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thường. Câu 3 và câu 4 ạ. Ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê rát tha đù ra măng. Ô là trường âm, ô ca là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, quý là đoạn âm, quê kê là hai trường âm thông thường, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc và toàn bài. Căn hằng thầm măng quýp ba ha gia súc khăng pha quê tha bàn đi tổ ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê gia thà đù giá măng. Căn hằng thầm măng quýp ba ha gia súc khăng pha quê tha bàn đi tổ ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê rát tha đù ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Gần nắng thăm măng quyền ba giá sục khăng pha quê thà bàn đi tô ô ca a nô ca ma gam ma quỳ quê kê rát thà đu ra măng. Gần nắng thăm măng quyền ba giá sục khăng pha quê thà bàn đi tô ô ca a nô ca ma gam ma quý quê ra ta rù ra la măng. Dạ, con đã và phân tích con có sai, mong ngài đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, đạo tràng có nghe thấy con đọc không ạ? Alo ạ. Và con đã đọc xong rồi, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Phước Quảng, Đức Chư Tăng và các vị tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Thượng Vũ, Kim Nhung, chị Thanh Hoàng đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hành đã post bài. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú số 87. Cam hằng thăm măng quýt ta hà gia súc căng pha quê tha tăng đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giáp tha đù ra măng. Cam hằng thăm măng quýt ta hà gia súc căng pha quê tha tăng đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giáp tha đù ra măng.
Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Can trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quyết nhấn, tá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xúc trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha, quê, hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, tăng trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường, cam hăng thâm măng quýt phá hà giá xúc căng pha quê thá tầng đí tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ô ca hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nô trường âm thông thường, căng cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, găm trường âm nhấn, má đoạn âm, quý đoạn âm, quê kê hai trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, đu trường âm thông thường, rá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô ca á nô ca ma găm quê giác tha đu ra măng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cuốn số 87. Can hăng thăm măng viết ta hà gia súc căng pha quê tha tăng đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Can hăng thăm măng viết ta hà gia súc căng pha quê tha tăng đi tô ô ca nô cam ma gam ma vì quê kê danh tha đu ra măng. Càng thăng thăm măng dịp ba ha ya súc căng pha quê tha tăng đi tô ô ca nô cam ma gam ma vì quê kê danh tha đu ra măng. Vậy thì con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, dạ. Mời niệm từ ạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Quảng, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú cho bài học hôm nay là câu số 87. Canh hằng thầm măng quýt ba già giá su căng pha và quê tha bành đi đồ ô ca a nô ca ma gầm ma quỳ quê kê giác tha đù ra măng. Canh hằng thầm măng quýt ba già giá su căng pha quê tha bành đi đồ. Sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu pháp cú số 87, câu 1 và câu 2. Canh hằng thầm măng quýt ba già giá su căng pha quê tha bành đi tô. Câu số 1, canh là trường âm nhấn, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, viết là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Câu số 2, xúc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha quê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4.
ô ca an ca ma gam ma quy quê kê giác tha đu ra măng. Và câu số 3, ô ca là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gam là trường âm nhấn, má là đoạn âm. Và câu số 4, quý là đoạn âm, quê kê là hai trường âm thông thường, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, du là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Canh hằng thầm măng quý ba hà gia su căng pha quê tha bành đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê giác tha đu ra măng. Và con xin kệ câu pháp cú số 87. Kinh hẳn thâm măng quyền bà gia gia su căng pha quê thà bánh đi tô ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê dân thà đu ra măng. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và con cũng cúi đầu đảnh lễ sư pháp Trang vào đạo tràng. Và con cũng xin đảnh lễ cô chư nữ tùy duyên. Và kính chào quý đạo hữu vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Bây giờ niệm từ xin mời cô Quang Thanh. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Chí Đức, Ngài Quán Không, Ngài Chí Quảng, cùng chư Tôn Đức Tăng và quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 87 ạ. Can hằng tham măng quyết ba hà gia xúc khang pha quê tháp bàn đi tổ ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê chát tha đu ra măng. Can hằng tham măng quy pa hà gia xúc khang pha quê tha pan đi tô ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê chát tha đu ra măng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Can là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Xúc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha quê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, pan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường ạ. Can hằng tham măng quýt pa hà gia xúc khăng pha quê tha pan đi tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ô ca là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, găm là trường âm nhấn, má là đoạn âm ạ. Quý là đoạn âm, kê quê là hai trường âm thông thường, giát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng như mạng. Con đọc lại cả bài. Can hằng tham măng quyết pa hà gia xúc thăng pha quê tháp bàn đi tô ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê giác tha đu ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Can hằng tham măng quyết pa hà gia xúc khăng pha quê tha pan đi tô ô ca a nô ca ma gam ma
Vì quê kê giác tha đô ra măng. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con có sai, con xin Ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Tuệ Đức, sư Pháp Không. Con xin kính chào quý bà và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 87. Căn hằng tham măng quý bá hà giá xúc căn pha quê tháp bành đi tồ. Ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng. Căn hằng tham măng quý bá hà giá xúc căn pha quê tháp bành đi tồ. Căn là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xúc trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha quê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Can hằng tham măng quý bá hà giá xúc căn pha quê tháp bành đi tô. Ô ca đa nô ca ma gầm ma quý quê kê giác thá đù ra măng. Ô ca hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nô trường âm thông thường, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, gầm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, quê kê hai trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, đu trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc câu 3 và 4 lại. Ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê giác tha đù ra măng. Con xin đọc lại câu 87. Căn hằng tham măng quý bá hà giá xúc căn pha quê tha bành đi tô. Ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng. Căn hằng tham măng quý bá hà giá xúc căn pha quê tha bành đi tô. Ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng. Căn hằng tham măng quýt bá hà giá xúc căn pha quê tháp bành đi tô. Ô ca a nô ca ma gầm ma quý quê kê giác tha đù ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp của Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Khất Trang cùng Chư Tôn Bức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 87. Căn hằng tham măng quý bá hà giá xuất căn pha quê tháp bành đi tô. Ô ca a nô ca ma gầm má quý quê kê giác thoát đồ ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc.
sống viễn ly khổ lạc ạ. Dạ, cái này khổ lạc mới đúng. Dạ, con xin kệ ạ. Cần hăng thầm ăn quý bà ha gia sụt căng phà quê thập ban đi tô ô ca a no ca ma gầm ma quy quê kê gia thất đô ra măng. Cần hăng thầm ăn quý bà ha gia sụt căng phà quê thập ban đi tô ô ca a no ca ma gầm ma quy quê kê gia thất đô ra măng. Căn hăng thập bà ha ya sục căn phà quê thập an đi tô ô ca a no ca ma gầm ma quy quê kê gia tát đô ra măng. Dạ con xin hết ạ, con xin dỡ mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, Sư Phước Quảng, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú 87 ngày hôm nay ạ. À. Canh hăng thăm măng quýt bá hà giá súc căng pa quê tháp bành đi tô ô ca an nô ca ma gầm ma quy quê kê dắt tha đu ra măng. Căn hăng thăm măng quýt bá hà giá súc căng pa quê tháp bành đi tô ô ca an nô ca ma gầm ma quy quê kê dắt tha đu ra măng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Căn hăng thăm măng quýt bá hà giá súc căn pha quê tháp banh đi tô. Căn là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, súc là trường âm nhấn, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha, quê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Căng hăng thăm măng quýt bá hà giá súc căng pha quê thá banh đi tô. Và câu số 3 và câu số 4. Ô ca an nô ca ma gầm ma quy quê kê chách tha đù ra măng. Ô ca là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, câm là trường âm nhấn, má, quý là hai đoạn âm, quê, kê là hai trường âm thông thường, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê dắt tha đù ra măng. Dạ con xin đọc lại ạ. À. Căn hăng thăm măng quýt bá hà giá súc căn pha quê tha bành đi tô ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê dắt tha đù ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Căn hăm măng quyền bà hà già sùng căn pha quê tha bánh đi tô. Ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê gia tha đu ra măng. Căn hăng thăm măng quyền bà hà già sùng căn pha quê tha bánh đi tô. Ô ca a nô ca ma gầm ma quy quê kê giác tha đu ra măng.
Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con kính cảm ơn sư Tuệ Đức đã post bài ạ. Dạ con xin mời, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính cảnh lễ cho con Đức Tăng. Cái lễ này chư Đức thì cầu quan không để Đức Tự Đức sư Pháp Trang sư Phúc Quân và cái niềm tin phân tích câu pháp cú kinh số 87. Căn hăng tham măng quýt ba hà giá xúc căn phà quê thắp văn dí tô. Ô ca, ô ca an nô căm mà gầm má quý quê kề giá ta đù ra măng. Căn trường âm nhắn, thăng trường âm giọng nguyên âm, thăm trường âm nhắn, măng trường âm giọng nguyên âm, quýt trường âm nhắn. Bá đoạn âm, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm, xúc trường âm ngắn, căng trường âm giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, quê trường âm thông thường, thá đoạn âm, banh trường âm ngắn, bí đoạn âm, tô trường âm thông thường, ô ca hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nô trường âm thông thường, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, răm trường âm nhấn, má đoạn âm, đoạn bốn quý đoạn âm, quê kê hai trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, á đoạn âm, đu trường âm thông thường, giá đoạn âm, măng trường âm giọng nguyên âm, căn nhân thân măng quýt ba hà giá xúc căn pa quê thấp bằng ý đồ, ô ca an nô ca ma gầm má quýt quê kê giá thác đồ ra măng. Căn hăng thăm măng vứt ba hà ya lúc căn pha quê thắp bánh đi tô. Ô ca nô ca ma gầm ma nghi quê kê giá ta đu ra măng. Căn hăng thăm măng vứt ba hà ya lúc căn pa quê tháp bàn di tô. Ô ca nô ca ma gầm ma quý quê kê gia lô ra măng. Căn hăng thăm măng quýt ba gia xúc căn pa quê tháp bàn di tô. Ô ca a nô ca ma gam ma đi về kê gia ta đu ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Hồi thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Dạ, Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Quán Không, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ sư Phước Quảng, kính lễ chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng.
Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ tự duyên, kính chào đạo tràng ạ. Dạ, Phúc Hành cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu rõ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 87 ạ. Cam hăng tham văn, cam hăng tham măng viết bá hà giác chút căng phà về tháp bàn đi tù. Ô ca á nô ca mà gầm má viết về kề giáp thá đù rá măng. Căn hằng thầm bằng viết bá hà giá sút sút cần phà về tháp bàn đi tô. Căn là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng ngâm âm. Viết là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha và pha quê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí tô, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Căn hằng thầm mang viết bá hà giá su căng pha về thá bàn đí tô. Câu 3 và câu 4 ạ. Ô ca á nô ca mà gầm má ví về kề giá thát đù rá măng. Ô là trường, ô ca là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, câm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ví là đoạn âm, vê kê là hai trường âm thông thường, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô ca á nô ca mà gầm má quý về kề giáp thá đu rá măng. Càn hằng thầm măng viết bá hà giáp sút càng phà về thá bàn đi tù. Ô ca á nô ca mà gầm má quý về kề giác thá đù ra măng. Kể trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như con xin kể. Căn hằng tham măng viết bà hà dạ sù căng va pha về tha ban đi tù. Ô ca nô ca ma ga ma vi ve ke yat tha du ra mang. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Thành cảm ơn sư Tở Đức đã bốt bài con đọc. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý ngài, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Câu pháp cú số 87. Thân thân thâm măng quý pa ha ya su khang pa we tha ban di to. O ka an no ka ma gam ma wi wi ke yan tha du ra măng. Con phân tích câu 1 và 2. Khan hằng tham măng vip pa ha ya su kang pa we tha ban đi tô. Tham trường âm nhấn, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tham trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quyết trường âm nhấn, tá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm, sút trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pha quê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, than trường âm nhấn, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Khăn hân thâm măng quý phá hà giá xuất khăn pha quê thá phân đi tô. Câu 3 và 4. Ô ca á nô á nô ca mà gầm má quý quê kê giáp thá trừ lá măng. Ô trường âm ô ca hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nô trường âm thông thường, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, gâm trường âm nhấn, má đoạn âm, quý đoạn âm, quê khê hai trường âm thông thường, giác
trường âm nhấn, thá đoạn âm, trư trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô ca a lu ca ô ca a lu ca ma gam ma vi vi thề danh tha trừ ra măng khan hằng tham măng vi pha hà ya sun khang pha về tha ban đi tô. Ô ca a lu ca ma gam ma vi vi kề danh tha trừ ra măng kẻ chỉ bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khăn thân thâm mắng vì pa ha ya su khăn pa vế tha văn đi tù. Ô ca nô ma gam ma vì vế khe yán tha đư ra ma. Khăn thân thâm mắng vì pa ha ya su khăn pa vế tha văn đi tù. Ô ca nô ca ma gam ma vi vi khe yán tha du ra ma. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý ngài quý sư và quý bà quý cô tu nữ và đại tràng. Con kính mời được kế tiếp. Dạ, nam mô ân đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức Phật Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 87. Càn hằng thầm mằng quyết bá hà giá súc càng phà quỳ tháp bành đi tù. Ô ca a nô càng a ô ca a nô ca ma gam ma quy quê ya tha đồ ra măng. Con xin đọc lại. Căn hằng thầm măng quyết ba hà ya súc càng phà quê tha bàn đi tù. Ô ca a nô ca ma gam ma ô ca a nô ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê ya tha đồ ra măng. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Can trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thầm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quyết trường âm nhấn, hăng âm nguyên âm, trường quê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Càn hằng thầm măng quyết ba hà giác xúc càng phà quê tha bành đi tù. Dạ, con xin phân tích câu 3, câu 4. Ô ca hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a đấy, con phân tích lại câu 3. Ô ca hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nô trường âm thông thường, cá đoạn âm, ma trường âm thông thường, găm trường âm nhấn, má quý hai đoạn âm, quê kê hai trường âm thông thường, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, đu trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê yat tha đồ ra măng. Dạ, con đọc lại bài. Càn hằng thầm măng quyết ba hà gia súc. Dạ, con xin đọc lại. Càn hằng thầm măng quyết ba hà gia súc càng phà quê tháp bàn đi tù. Ô ca a nô ca ma gam ma quy quê kê yat tha đồ ra măng. Càn hằng thầm măng quyết ba hà giác xúc càng phà quê tha bành đi tù. Ô ca a nô ca ma gắp ma quyết quê kê yat tha đồ ra măng. Dạ, con xin kể. Càn hằng thầm măng quy quê hà càn hằng thầm măng quy ba hạ gia số căng
pha quế tha bánh đi tù. Ô ca a nô ca ma ca ma quê quê kê dánh tha đu ra mặn. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống quyển ly ngộ lạc. Dạ con đọc nhà kệ rồi xong. Có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin dâng mắt lại cho đạo tràng và xin mời vị tiếp theo. Dạ con xin cảm ơn ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Nha, sa thú sĩ Thiện Vũ. À, bây giờ sĩ Khả mới đưa tay chậm quá. Thôi đọc đi. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sàn Thầy, dạ. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Chị Tôn Đức Tăng, con kính ngài các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con sa thú Ngài cho con đọc giờ phút có chót, dạ, tay con cũng bận, con nhiều trẻ. Dạ, bây giờ con xin trả bài. Dạ, câu pháp cú 87. Khan hằng thầm măng quý báp hà giá xuất thần phà quề tha bành đi tổ ô ca a nô ca mà gầm má quý quề kề giáp thà đù ra măng. Khan hằng thầm măng quý báp, dạ, khan hằng thầm măng quý bá hà giá xuất hàng phà quề tha bàn đi tô ô ca a nô ca mà gầm má quý quề kề dắt tha đù ra mần. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống biển ly khó lạc. Dạ, con đã đọc xong, con khỏi phân tích, con sẽ hết giờ. Dạ, con xin trao mít lời cho Ngài. Alo, 123, 123. Cái gì? Bao chót hả? Chi thà bao chót mà bao chót thấy gọn quá ha. À, xà tu hôm nay 15, 16 vị đọc luôn. Đọc nhiều ạ. À, tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. À, chắc là câu Phật ngôn này ảnh hưởng rất là lớn. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. Hai câu này là thấy quý vị hoan hỷ rồi ha. À, người con Phật mà không tạo thiện sự thì tạo cái gì đây ha? À, tức là kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. À, hôm nay chí Như Quang không thấy, chí Nhật Quỳnh thì bận rồi. Alo, ai cái vấn đề là về từ vấn. Bây giờ ai tham gia đây? Bây giờ sĩ Nhật Quỳnh thì bận rồi, sĩ Như Quang không thấy xuất hiện đây. Làm sao đây giờ? Thôi nghe không cũng được ha. Kính lễ thượng tọa Quang Không, đại đức Pháp Trang, đại đức Phước Quảng, đại đức Tuệ Đức, rồi có thêm mấy vị nữa nhưng mình núp lùm. Đạo tràng của chúng ta chưa tăng đông lắm chứ không phải ít đâu nghe, nhưng mà núp lùm thì nhiều hơn là xuất hiện. Không sao, không sao, tham gia ủng hộ đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Bây giờ câu Phật ngôn này về tự vấn, sĩ Nhật Quỳnh không có, sĩ Như Quang cũng không thấy. Sợ quá hả?
Làm Sĩ Kim sợ quá. Thôi Sĩ Kim bây giờ chát lên tự vấn đi ha. Chúng tôi đọc giải thích rồi Sĩ Kim quan hệ ha. Hay là Sĩ Kim Nhung, Sĩ Kim Nhung hay Sĩ Kim, hai bên cũng có chữ Kim hết đó. Kim là Kim Ngân là thấy của quý rồi hả, bập bẹ hả. Ai Huynh Châu chạy mất tiêu rồi, chưa nói lời cảm ơn Huynh Châu đã chạy rồi. Quý vị biết Huynh Châu là người ủng hộ vấn đề thuốc men đối với chư tăng ở Việt Nam, trung gian này chúng tôi nhận. Vậy rồi cái mùa này quý vị thấy khí hậu lạnh nè, cảm sốt nè, rồi mất dịch nè, tùm lum à, cho nên thuốc men mà Huynh Châu gửi rất là có giá trị. Rồi cúng dường để những vị mà có giới thì cái phước của Huynh Châu càng lớn nữa. Thôi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Không có người chat lên thì nó ngắn gọn hơn, nhanh hơn. Canh hân thâm mân quyết phá hà giá. Canh hân thâm mân quyết phá hà giá. Câu đầu tiên này, câu đầu tiên này có ba từ. Canh hân là một, thâm mân là hai, quyết phá hà giá là ba. Chữ canh hân do cái từ canh hát, nhưng mà từ canh há này được chia theo đổi các số ít đối tỷ gia quỷ phát tỷ không có chẳng há, cho nên canh há biến thành canh hân. Canh hân có nghĩa là đen, là xấu. Ai mà không đẹp trai thì gọi là canh hân ha. Ai mà xấu xí thì gọi là canh hân, đen, xấu. Rồi xà thú đạo hữu học trò là ai mà giỏi vậy ta? Công nhận. Từ từ nhân tài xuất hiện ha. Canh hăng là đen xấu. Rồi chữ thâm mân, chữ này chắc quý vị biết hết rồi gì nữa. Do cái từ thâm má, thâm má là một danh từ nam tính ác ranh ta phung linh ga. Và thâm má này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ phát tỷ e các quá trình á, cho nên thâm má biến thành thâm mân. Thâm mân là pháp. Bởi vì biết trong cái cuốn mà kinh chúng ta đang học này, thâm má rồi bị ba đá, thâm má ba đá có nghĩa là pháp cú này. Cho nên má đừng có thâm, mà thâm dễ bị thâm má rồi bị ba đá ha. Rồi thâm má là pháp. Thứ ba là vipahaya. Vipahaya đây là một động từ bất biến, sau khi đã từ bỏ. Chúng ta thấy có hai tiếp bỉ ngữ quý và bá, nó đứng trước cái từ vipahaya. Vipahaya sau khi đã từ bỏ, đây là một động từ bất biến ha. Rồi sa thủ. Rồi bây giờ câu số 2 nữa. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Xúc căn pha quê tháp bành đi tù. Xúc căn pha quê tháp bành đi tù. Câu số 2. Câu số 2 cũng có 3 từ ha. Xúc căn là một, pha quê tha là hai, banh đi tô là ba. Chữ xúc căn do cái từ xúc cá. Xúc cá ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy phát tỷ e câu quá trình á, cho nên xúc cá biến thành xúc căn. Xúc căn là ngược lại với chữ canh hăng. Canh hăng là đen xấu, xúc căn là trắng sáng sủa. Xúc căn là trắng là sáng sủa. Alo đạo hữu học trò, câu số 2
Rồi sa tu xúc căn là trắng, là sáng sủa. Sáng sủa đây không phải là chỉ có buổi sáng thôi nha, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối cũng sáng luôn á. Rồi pha quê tha đồng số nhiều, pha quê tha phát triển, phát triển tu tiến. Do cái chữ pha quê tha này chúng ta còn thấy có một từ pha quá na, tu tiến phát triển. Rồi học trò bỏ cửa chạy lấy người rồi, rớt đài rồi, rớt mạng luôn. Sao đường truyền không có ổn định phải không? Chữ pha quê tha là tu tiến, là phát triển. Rồi đường truyền hiểu rồi, rớt rồi. Bây giờ cái chữ thứ ba là banh lý tô. Banh lý tô do cái từ banh đi tá. Banh đi tá là một danh từ nam tính, ác răn tháp cung linh ga. Banh đi tá đứng làm chủ từ số ít. Bà tha ma e ca qua chân áo vi phát tí. Cho nên banh đi tá biến thành banh đi tô. Banh đi tô là người trí. Người trí. Vậy thì câu 1, câu 2. Canh hăng thăm măng quyết ba hài gia súc cần pha quê tháp bành đi tù. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Bậc trí sau khi lìa bỏ pháp đen nên phát triển pháp trắng. Người trí sau khi lìa bỏ pháp đen nên phát triển pháp trắng. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Đó chưa? Xà thủ Sĩ Kim Nhung lên tay mà còn lẻ mắt nữa. Đường truyền của đại hữu học trò là thấy yếu rồi ha. Rồi nương nhau mà sống. Vị nào cảm thấy rằng tham gia được á thì cứ tham gia đi. Và nhiều người tham gia tức là một tay làm trắng nên non, ba cây dùm lại nên hồn ngứa cao. Xà thủ tinh thần hỗ trợ của quý vị rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Ô ca áo nô căn à gầm. Ồ cái này nó biết là ra, còn cái tên này thì dính liền nhau. Oka ano kama gamma, oka ano kama gamma. Câu số 3. Câu số 3 chữ oka. Oka do cái từ oka. Oka là một danh từ trung tính, akran tanapung sakalinga. Và oka ở đây được chia theo xuất xứ cách. Xuất xứ cách số ít tức là banh chấm mi quỳ phát tí e có quá trình á. Cho nên ô ca biến thành ô ca. Ô ca là từ nhà, từ nhà. Chữ ô ca là nhà nhưng mà chia theo cách thứ năm, ô ca có nghĩa là từ nhà. Rồi cái từ thứ hai, ô ano kama gamma. Ano kama gamma thì ở đây chúng ta thấy ano căng cộng với a gamma. Ano căng mà ano căng thì chúng ta thấy rằng anh ở phía trước nó là một tiếp đầu ngữ mà chữ anh này có nghĩa là không. Ô căng tức là do cái từ ô cá đó, tức là ở trước là ô ca là từ nhà, anh ô căng là không nhà, không gia đình, từ nhà, từ không gia đình. Rồi a gamma
A gầm má, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A hướng về xung quanh. Mà gầm má tức là do cái tập động từ gacchati đi. Vậy thì A gầm má ở đây có nghĩa là đi đến hay sau khi đi đến. Nó là một động từ bất biến. À, từ nhà, từ không nhà sau khi đi đến. À, ý nghĩa câu số 3. Sau khi đi đến, ô, sinh nhật Quỳnh nè. Rồi, sinh nhật Quỳnh, thấy rối, rồi chạy vô ha. Rồi, Ano Căng, rồi A-gam-má là sau khi đến. Mà đến từ đâu? À, đến từ nhà, đến từ không nhà ha. Rồi, Sa Thú, Ano Căng là không gia đình, đúng rồi. Rồi, cái câu cuối này mới giải quyết vấn đề. Cái gì cũng vậy, vế đầu làm cho chúng ta rối, vế sau sẽ kết thúc. Quy quê kê giáp tha đù ra mần. Quy quê kê giáp tha đù ra mần. Quy quê kê do cái từ quy quê cá. Quy quê cá là một danh từ nam tính ác ranh tắp bông linh ga. Và chữ ác quê cá này được ghi theo định sở cách. Định sở cách số ít tức là sắp tâm ý quy phát tí ê có quá trình ha. À, quy quê kê biến thành quy quê, à, quy quê cá biến thành quy quê kê, tức là quy quê kê ở đây có nghĩa là trong sự độc cư, trong sự viễn ly, trong sự vắng lặng. Chữ quy quê kê, trong sự viễn ly, trong sự độc cư, trong sự vắng lặng. Trong đó có cái gì ha? À, trong đó có chữ giáp tha. Giáp tha đây là một trạng từ quan hệ. Tha là ở đó tức là ở trong cái sự độc cư nè, ở trong cái sự lạnh nè, rồi ở trong cái sự viễn ly nè, trong sự độc cư, trong sự viễn ly, trong sự vắng lặng. Thì giá tha ở đó làm gì? Đu ra mần, đu ra mần, đu ra mần. Ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ chữ đu ở phía trước có nghĩa là khó, có nghĩa là xấu, có nghĩa là ác. Và chữ ra măng do cái từ ra má, do cái từ ra má. À, và ở đây chữ ra má được chia theo đổi cách số ít ha. Đối tỷ giao quy phát tỷ e có quá trình ha. Vậy thì ra má do cái động từ ra má tí là thích thú. Thích thú mà có chữ khó ở trước, có nghĩa là đu ra măng khó có sự thích thú, khó có sự thích thú. À, tức là sống viễn ly khổ lạc, chứ không phải là khó mà lạc ha, khổ lạc. Tức là ở trong đó có vui, có buồn, có rầu, có sầu, có khổ. À, bỏ nhà, sống không nhà, sống viễn ly, khổ lạc. Rồi, như vậy thì cái câu Phật ngôn 87 này cho chúng ta một ý nghĩa. Bất kỳ sau khi lìa bỏ pháp đen nên phát triển pháp trắng. Sau khi đi đến trạng thái không nhà là nơi khó có sự thích thú trong sự độc cư. Bậc trí sau khi lìa bỏ pháp đen nên phát triển pháp trắng. Sau khi đi đến trạng thái không nhà là nơi khó có sự thích thú trong sự viễn ly. Ngài Hoàng Thượng Giới Đức, à, câu thơ này rất hay. Với thể thơ Lục Bát, bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự viễn ly thế tình.
pháp đen, pháp trắng phân tìm trong an lạc, câu kinh khước từ. Hay quá ha. Bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự viễn ly thế tình. Pháp đen pháp trắng phân minh tìm trong an lạc, câu kinh khước từ. Nhưng mà ngài Hòa thượng Minh Châu ngắn gọn có năm từ: kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Alo, câu Phật ngôn 878889, liên tiếp 3 câu cùng một duyên sự và chấm dứt phẩm hiền trí. Sau khi chấm dứt phẩm hiền trí này, chúng ta sẽ ôn lại. Và quý vị tâm đắc trong cái phẩm hiền trí này, cái câu Phật ngôn nào, chúng ta sẽ có một buổi để ôn lại ha. Nói lên những ưu, những khuyết điểm khi chúng ta học về phẩm hiền trí. Còn bây giờ thời gian còn lại, chúng ta hãy thảo luận về câu Phật ngôn 87. Bởi vì thứ ba câu Phật ngôn mới có duyên sự. Thì bây giờ theo sự hiểu biết của chúng ta, câu Phật ngôn 87 nói lên điều gì? Chúng ta hãy tham khảo trước, hãy thảo luận trước theo cái sự hiểu biết có nhiều phàm phu của chúng ta. Bởi vì câu Phật ngôn này Đức Phật chỉ hướng về đối tượng, rồi đối tượng đã tiếp thu hợp với cái nhân duyên của mình rồi chứng đắc thanh quả. Còn chúng ta nhìn những kẻ vô duyên, không được Đức Phật coi như khai thị, không được gặp Đức Phật, cho nên chúng ta chỉ bàn với nhau mà thôi. Rồi lấy câu Phật ngôn này áp dụng cho cuộc sống chúng ta, có được sự an vui, tiến hóa, đó là quý lắm rồi ha. Tức là trong một hội chúng gặp nhau thì chúng ta có hai vấn đề: một là im lặng của Phật Thánh, hai là chúng ta phải thảo luận về Phật Pháp. Đúng rồi, Siết Hà hỏi là phải rồi. Chúng ta thảo luận thì thắc mắc, học hỏi, hiểu và nhớ chứ. Khi đó chúng ta mới thực hành được. Thì bây giờ với câu Phật ngôn này, Siết Hà thắc mắc như thế nào, bây giờ chúng ta hãy cùng thảo luận ha. Mời Siết Hà. Rồi, xa thủ bàn tay. Dạ, Nam Mô Bích Thái, Nam Mô Thâm Mài, Nam Mô Sằng Thái. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Tăng, con kính là các cô nữ và đại tràng. Dạ, Ngài, cái bản tiếng Việt con không có rành mà con đã lại con thắc mắc. Khi bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, thì con hiểu rồi, cái nghĩa là theo thiện pháp thì nên theo, mà ác pháp thì nên tránh. Bỏ nhà sống không nhà, dạ con cũng hiểu, nhưng mà sống viễn ly khó lạc là sao thưa ngài? Sống viễn ly là sống xa gia đình, xa quê hương, khó lạc là khó an lạc hay là khó được tỉnh lạc, cái phần đó sao con không hiểu? Dạ con thắc mắc là câu hỏi như vậy ạ. Con trao mic lại cho ngài. Dạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sống viễn ly khó lạc là khi nãy chúng tôi đọc, để cho quý vị thấy rằng trong cái vấn đề khi đi vào tự vận á, nó khác chứ không phải. Đọc là một chuyện, nhưng mà ý nghĩa của tự vận ở đây có khổ, có lạc. Trong sự yên tĩnh của chúng ta, viễn ly tức là tách rời ra, sống một mình, độc cư, nhàn tịnh. Nhưng mà cái nhàn tịnh chúng ta nhìn thấy trên hình thức thôi, nhưng mà nội tâm của người đó có khổ, có lạc. Chứ không phải là người ta, ta sống một mình như vậy là hồi nào nó cũng an vui, hồi nào nó cũng khổ hay sao.
cái câu pháp cú đầu tiên quý vị thấy tâm dẫn đầu các pháp. Vậy thì cái khổ cái lạc chứ không phải là khó lạc. Lúc đầu chúng tôi đọc cũng nghĩ ủa khó lạc lắm, bởi vì trong khi mình sống một mình như vậy, mình chiến thắng nội tâm thì khó mà đạt được cái sự an lạc, gọi là khó lạc. Nhưng mà thật sự ở đây có khổ có lạc, khổ và lạc này chi phối đó là tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian không phải là những người bận rộn, cái người ở đám đông mới bị lây nhiễm Covid, mà người sống ở giữa đám đông biết đề phòng thì họ cũng đâu có vi phạm, đâu có bị lây cái nhiễm Covid đâu. Thì bây giờ ở đây nói lên cái điều gì? Trong cái sự chung đụng hoặc là trong cái vấn đề mình xa lánh, viễn ly là xa lánh, thì giữa hai cái đó chúng ta chọn về hình thức hay là chọn về nội dung? Nội dung viễn ly giữa đám đông, tức là tâm của người đó đạt được cái mức độ an tịnh, đạt được mức độ an tịnh, có nghĩa là khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, thì người này cái tâm đã viễn ly. Còn chúng ta sống mà tâm không viễn ly, tức là giữa cái chốn núi rừng, giữa nơi cô tịch, mà tâm của chúng ta vẫn mơ tưởng cái này, vẫn ước ao cái kia, thì cái đó chưa có viễn ly. Thì như vậy Sĩ Khà hiểu như thế nào? Khổ lạc nha, chứ không phải là khó lạc nha. Khổ và lạc luôn luôn theo đuổi chúng ta, tức là thiện và ác luôn luôn theo đuổi chúng ta, giống như một con chó săn mà rượt theo con mồi. Và khi nó rượt mà nó kịp con mồi rồi thì nó cắn, nó banh xác. Cũng giống như Ngài Mục Kiền Liên ha. Ngài Mục Kiền Liên là một vị thánh, là một đệ nhất về thần thông. Thế mà khi ác nghiệp mình đã theo đuổi, cho tới khi cái thân ngũ uẩn cuối cùng của Ngài hữu dư niết bàn, Ngài đã là hữu dư niết bàn. Nhưng mà rồi ác nghiệp nó theo ông đuổi, Ngài cũng phải bị cái vấn đề coi như trả nghiệp. Tâm của Ngài thì viễn ly, nhưng mà thân của Ngài đâu có viễn ly được, còn ngũ uẩn mà, thì phải chịu coi như chấp nhận cái nghiệp. Khi nào vô dư niết bàn thì khi đó cái khổ cái lạc gạt qua một bên. Chúng ta còn sống trong cuộc sống này thì ác pháp và thiện pháp luôn luôn nó xen vào, làm cho chúng ta phải sanh tử luân hồi. Và dù có đạt được quả vị A-la-hán thì cái thân ngũ uẩn của chúng ta cũng phải bị trả quả. Nên câu Phật ngôn này rất hay, theo Ngài Giới Đức đó: bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự, viễn ly thế tình, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc, câu kinh khước từ. Tức là chúng ta hiểu về vấn đề nhân quả ha. Không tạo những ác pháp, gọi là kẻ trí bỏ pháp đen, rồi tu tập theo pháp trắng, thực hành theo thiện sự, và thực hành theo thì phải đến một mức nào đó chúng ta phải bỏ nhà sống không nhà. Mà bỏ nhà ở đây không phải là nhà lầu xa hơi, mà bỏ nhà ở đây có nghĩa là bỏ cái thân này, bỏ cái thân này để mình sống không nhà. Sống không nhà tức là sống với nội tâm, sống với nội tâm. Và cái nội tâm của mình có, quý vị biết rằng thân khẩu vậy, thân và khẩu chúng ta chế ngự, chỉ sống với nội tâm. Nhưng mà sống với nội tâm như thế này mới thấy được cái khổ cái lạc đi vào bên trong. Và hai câu Phật ngôn 88-89 sẽ bổ sung cho câu Phật ngôn số 87, thì chúng ta hiểu trên ý nghĩa cạn cợt là khi một người mà hướng tâm về
Phật pháp hay là muốn có một cái đời sống mà toàn thiện thì họ không làm những cái điều xấu xa mà họ tu tập theo những cái hạnh lành, tức là pháp đen và pháp trắng, ám chỉ bất thiện pháp và thiện pháp ha. Rồi khi mà họ sống theo cái hạnh lành như vậy thì họ bỏ nhà sống không nhà. Bỏ nhà ở đây là tam giới giống như cái loại nhà lửa. Vậy thì bỏ nhà ở đây tức là chúng ta từ bỏ cái tham, cái sân, cái si mà quay lại với nội tâm của chúng ta là tịch tịnh an vui. Khi mà tịch tịnh an vui thì bị khổ và lạc chi phối nè, khổ và lạc chi phối thì tới một cái mục đích chúng ta gạt bỏ qua cái khổ cái lạc. Đây là một cái trạng thái của các bậc thánh, nhất là những cái vị chứng đắc thánh quả A La Hán thì không còn thiện, không còn ác. Tức là khi đi một chiếc thuyền để qua một dòng sông, qua dòng sông thì con thuyền đó giúp cho người này đạt đến mục đích, thì khi đạt mục đích rồi chiếc thuyền cũng phải bỏ lại mà thôi. Nghĩ rằng chiếc thuyền có lợi ích à, nhờ cái chiếc thuyền mà qua được dòng sông hả, vậy thì chiếc thuyền này hữu ích cho ta, vậy thì chiếc thuyền này cha hãy giấu hoặc là hãy vác theo hoặc là cất kỹ để rồi khi trở lại dòng sông này chúng ta có, chúng ta xài. Không, khi mình đạt đến mục đích thì cái xấu cái tốt gì chúng ta cũng phải bỏ hết, phải bỏ hết. Tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, thì chính lúc đó chúng ta sống viễn ly khổ và lạc. Alo, Siết Hà còn nghe không? Nói nhiều quá chắc nghe lùng bùng lỗ tai rồi. Rồi, thắc mắc cái gì nói nữa đi. Khổ lạc chứ không phải là khó nghe. Không phải là khó lạc nha. Khổ lạc. Hai cái này tượng trưng cho thiện pháp và bất thiện pháp. Rồi Siết Hà còn cái gì nữa thắc mắc hỏi tiếp đi, còn thời gian mà. Alo, thấy rằng hả, hỏi anh cầu có hết liền đó. Còn vị nào nữa, ý kiến của quý vị nghĩ như thế nào về câu Phật ngôn này, chúng ta cứ thảo luận. Rồi, Sa Thú Siết Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con nói con hết nhưng mà cũng còn có thắc mắc chút xíu nữa nha, thưa ngài. Vậy thì cái câu này, cái tiếng Việt mình dịch ra, thưa ngài, của Hòa Thượng Thích Minh Châu là sống viễn ly khổ lạc. Nó nghĩa là một cái vị này khi đã sống viễn ly, cách ly đi, có nghĩa là đi vô rừng đi. Đại khái là sống xa với cái thế tục, thì cái tâm cũng vẫn chưa yên, không thưa ngài? Chắc cho là ác pháp đi, hay là những cái triền cái, những dục tứ lậu nó sanh khởi, thì dù cho cái vị này có sống viễn ly mà tâm cũng khó mà có thể an lạc nếu mà thực sự không tu tập để cho cái ác pháp nó không sanh khởi. Thì con hiểu như vậy phải đúng mà. Mặc dù sống viễn ly nhưng mà chưa chắc gì cái tâm được an lạc. Thì cái đó là cái con phải cái kinh như vậy. Thì con thắc mắc, dạ, con cho mất ngày giảng dạy cho con biết ạ. Alo, 123, 123. Sống viễn ly nhưng mà Thiết Hà lại nói sống cách ly, giống như cái trường hợp chúng ta đang bị Covid khống chế nè. Chúng ta bị khống chế cho nên mới sống cách ly, sống viễn ly, tức là nhốt lại chỗ ha. Nhưng mà cái tâm của chúng ta có được yên đâu. Thiếu vật thực nè, thiếu thuốc men nè, thiếu này thiếu nọ. Thường thường thì tâm của chúng ta bay nhảy giống như dòng nước. Nước thì chảy xuống chỗ thấp, không bao giờ chảy ngược lên cao. Mà tâm của chúng ta hướng về ác pháp nhiều hơn. Sống vì đứng núi này trong núi kia, mà bây giờ bị cách ly, bị viễn ly, bị
bị cách biệt, nhốt lại. À, theo cái từ bố bây giờ là cách ly ha. Thì như vậy cái thân của chúng ta thấy coi như là thấy cấm túc 3 tháng, chư tăng thì 3 tháng an cư nhập hạ cấm túc ha, ở trong phòng tu tập ha. Nhưng mà rồi bây giờ cư sĩ quý vị cũng bị cách ly, cũng bị cấm túc 3 tháng 4 tháng luôn. À, tức là quý vị tu tại gia mà tu nhiều khi còn tinh tấn hơn mấy ông sư nữa. Mấy ông sư còn có chuyện này chuyện kia phải đi đây đó. Nhưng mà quý vị tới 4 tháng an cư ha, bị cấm túc. À, cấm túc hay hơn là cái từ mà coi như Chí Khà vừa nói, cách ly ha, giãn cách. Thì cái thân người ta bị nhốt lại đó, nhưng mà cái tâm người ta là sao? Mấy người ở tù quý vị thấy không? Họ ở tù nhưng mà khi họ có cơ hội là họ vượt ngục, bởi vì nhốt cái thân của họ nhưng mà cái tâm của họ đâu có nhốt được. Hết sảy luôn hả? Trời ơi, bạn này phải nói một câu nghe, nghe hơi lạnh xương sống. Hết sảy luôn. Rồi như vậy thì quý vị biết làm sao? Có những khi mà thân đau mà tâm không đau, có những khi tâm đau mà thân không đau. À, cho nên cái vấn đề ở đây hai bên thân và tâm, danh và sắc, thì quý vị thấy rằng nó hoàn hảo thì là hiếm, hoàn hảo rất là khó. Thì câu số 2, câu số 3, tức là 88, 89 nó sẽ bổ sung cho câu này. À, trường hợp mà này á, thì bây giờ mời Sĩ Kim này giải thích cho Sĩ Khà cái câu mà vừa rồi Sĩ Khà hỏi. Bởi vì Sĩ Kim nó hết sảy luôn, tức là có ý kiến để mà giải quyết vấn đề. Rồi Sĩ Kim đâu rồi? Sao mà hết sảy? Giải thích để cho Sĩ Khà có nên nắm bắt. Rồi, xà thủ, mỗi người đóng góp một chút đi, thì sẽ hoàn hảo. Con sợ chưa luôn. Thì thấy ai mà nhắc mình cái là tôi nắm cái đầu lên liền nè, còn ăn cũng yên nữa. Con, bữa nay con thấy trong đạo tràng có nhiều sư vô lắm, để con chào coi có đủ không. Chứ hết con xin kính chào sư Chí Đức, rồi nè, sư... Quán Không là 2, sư Pháp Trang là 3, rồi sư Tể Đức là 4. Con nghe nói có người chào lên sư gì? Sư gì đó? Sư Phước Quang nữa. Sư Phước Quang đó, cái nickname là gì? Sư Phước Quang, sư còn ở trên đạo tràng không? Con chưa bao giờ nghe tên sư hết, không thấy sư bao giờ vô đây hết. Vậy sư còn trong đạo tràng không? Con xin kính chào sư ạ. Rồi các cô... tu nữ thì con không nhớ tên nhiều, con nhớ cô Tự Duyên, cô Phúc Hành vậy thôi, không biết còn cô nào con không nhớ. Dạ con xin kính chào các sư, trước hết con xin cảm ơn sư đã cho ý kiến để đừng cái mic lại gần nữa, quên nữa. Trời, đã cho ý kiến của cái bài này. Thật ra con thấy cái bài này con hỏi rồi, con đọc rồi, con nói là con thấy là khổ lạc mà sư đánh lên là khó lạc. Thì con nghĩ rằng nó là khó tìm được cái sự an lạc. Tại vì sống ở cõi đời này, cho dù ông sư hay là bà giải hay là đàn ông, đàn bà, con nít gì, tất cả mọi người đều không có sự an vui đâu. Tại vì sao? Tại vì mấy người bạn thân của họ đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, đâu có buông tha họ đâu. Bạn thân của họ là ai vậy? Là bạn tham, bạn sân, bạn si. Trời ngu sao bỏ nó. Tham thì mới vui chứ, mình muốn cái này muốn cái kia, mình ganh đo vô, mình thích cái đó, thích cái này. Có cái nhà nhỏ thì người ta có nhà bự, tức quá ráng làm như cái nhà bự hơn nữa thì nó mới vui chứ. Chứ mà điều hết chán quá, boring quá. Con nhớ hồi đó con học lớp 11 hay lớp 12 gì con quên, mà lúc đó học chờ có môn triết đó chứ. Có ông thầy triết gia ổng dạy. Con nói chuyện với sư đó, con hồi nhỏ con chỉ thích toán lý quá thôi, nó thấy con thấy nó đơn giản đối với con lắm, con làm thấy dễ dàng. Mà con qua mấy việc văn hay là trên phân tích tâm lý này kia, trời ơi con mệt, con không biết, con hiểu, con không hiểu cái gì cho nhất là con nghe nhạc tình cảm là con chán dữ lắm, rồi buồn buồn, biết mẹ cái gì, yêu em rồi
đau khổ, trời ơi chán dữ quá, đói bụng quá kiếm đồ ăn cái đã. Con không hiểu cái điều đó. Thì học về triết lý thì con ổng giải sao được, con hiểu, con làm bài cho đúng được điểm cao là được rồi. Chứ hiểu thâm sâu vô đó thì con không có biết, con không có ý kiến. Có một lần ông thầy triết lý, ổng vô ổng nói ổng dạy về vấn đề mà lực này kia đó. Thì đó thì ổng mới có câu hỏi trong lớp. Ổng nói về thiên đàng về địa ngục. Ổng nói với con rằng, ổng hỏi trong cả lớp rồi. Bây giờ tôi hỏi các anh các chị trong lớp này về thiên đàng với địa ngục, ai thích cái nào nhất, ai không thích cái nào? Dĩ nhiên đâu ai thích xuống địa ngục làm gì, ai cũng đòi lên thiên đàng hết. Thì con mới hỏi ông, còn sư thích gì sư? Ổng cười ngắt, ổng nói ổng không thích lên thiên đàng mà ổng cũng không thích xuống địa ngục nữa. Ổng nói con hỏi ủa sao kỳ sư vậy, sư đâu vậy? Thì ổng nói con nói thầy nói kỳ vậy. Ổng nói ổng thích sống ở trần gian này thôi. Hỏi sao vậy kỳ sư? Tại trên thiên đàng nó bốn mùa xuân hạ thu đông đâu có, lúc nào cũng có mùa xuân hết vui hết chén dữ lắm, còn xuống địa ngục khổ quá hà, hành hạ dữ lắm, không có chỗ. Ổng thích ở trần gian, giống như bạn của ổng đồng thi sĩ nào đó nói con quên tên mất tiêu rồi đấy. Là ở trần gian tại sao sư thích vậy? Tại sao thầy thích vậy, còn quên cái sự hoài? Tại vì trần gian có sướng có khổ, khi mình có sướng mình có khổ cực, rồi khi mình sướng mình mới biết cái sự sướng đó. Con khâm phục ông này dễ sợ nha. Trời, hay thiệt nha. Bây giờ con nghĩ lại, ông giảng đâu hay mẹ gì đâu. Thì nói không nói theo ý ổng thôi, mỗi người theo một ý thôi. Để tưởng bây giờ mình sống ở trần gian thì tốt, tại vì chỉ có cõi dục giới ở trần gian này thì gọi là Nam Bộ Thiện Châu thì Đức Phật mới xuống đây để giảng pháp, mình mới có việc nghe pháp để mà mình có sự tu tập, để mình chuyển đổi cái nghiệp của mình để từ từ mình lánh xa cái dục, cái tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này để mà mình chạy nhập Niết Bàn. Chứ ông nói cái giọng đó ông cũng tham chích bà luôn, ông thích trong cái vui, ông nói trái tim rướm máu nhưng vẫn còn tươi màu, chứ để nó chưa chết. Có bài ca đó, nó rướm máu vẫn tươi màu còn sống. Thì con nghe mắc cười quá, con nghe ông này con chưa bao giờ nghĩ vào cái chuyện nói, nhưng theo người nói nó sao người này có nghĩ những cái câu chuyện này hay quá ha. Nhưng hên quá à, con không có học ổng nhiều, hết đó rồi dẹp tiền thì dẹp cộng vô thì con bị vượt biên thôi. Thì hôm qua con có nghe sư Quán Thông có nói về đề tài rất là rộng, tức là áp dụng các lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày. Ôi mẹ ơi, con thấy con ớn quá. Thì con thấy có một người chia sẻ trong đó, có anh chàng Giang Nhật Hà, ảnh nói với ảnh có cái bản đồ, ảnh cứ theo bản đồ đó mình đi. Con về con ngẫm nghĩ, chàng ơi anh này hên quá ha. Nhưng bây giờ con xin chia sẻ. Ok, con không biết bản đồ của anh ta giống như thế nào, nhưng có ba loại bản đồ. Bản đồ dởm, tức là bản đồ không có đúng. Rồi bản đồ nửa nạt nửa mở, tức là có đúng và có sai. Rồi bản đồ thật sự ha. Với bản đồ giả đó, mình sao mình biết bản đồ đó giả hay thiệt là một điều quan trọng. Rồi bản đồ nửa nạt nửa mở, giống như con coi anh hùng Cha Điêu, cô Hoàng Dung đó, cổ lấy cuốn sách gì đó Cũ Âm Chân Kinh mà ông cái gì đó Đông Trà Hoàng Dịch Sư ông thì Tây Độc khoái lắm, cổ đọc ngược xuôi lộn á, ổng tập cho ổng bị tẩu má đập ma. Dạ, cái đó cũng là nửa thiệt nửa giả. Rồi cái bản đồ thiệt, bây giờ nếu mình được cái bản đồ thiệt, tức là mình biết chánh pháp mình theo đó. Nhưng trong cái chánh pháp đó nó không có dễ, mình nó theo như thế nào cho nó đúng, nó rất là khó. Giống như là bây giờ nói cho dễ hiểu đi ha. Coi cái gì có coi phim của Indiana Jones không? Do Henry Ford đó đóng rất là hay, do có nhiều cuốn rất hay. Thì anh ta, đích của anh ta là anh đi thám hiểm, anh kiếm những đồ cổ vật, anh đem về bảo tàng viện, anh để trong đó. Rồi những người khác cũng đi kiếm cái đó, nhưng mục đích của họ là muốn đem cái đó để buôn bán, để chiếm cứ, để làm một điều gì cho lợi ích của chính họ. Thì thật cả hai người này có bản đồ và cố công tìm cái bản đồ để đi lại cái mục đích để lấy cái vật đó trong hang trong núi nào rất khó khăn. Nhưng đều có hai cái mục đích riêng rẽ. Thì con thấy cả hai người đem cái bảo vật nó về bảo tàng, đem
đem vô trong bảo tàng để giữ đó để cho mọi người biết, còn cái người kia đánh để lấy tiền để làm cái việc cho riêng họ. Thì cả hai người đều sai hết, tất cả cái đó đều không phải của mình, không phải trong nước của mình, không phải tài sản của dân nước mình. Nó ở đó thì ở đó đi, tất cả mọi việc đều làm việc hết, nó đến rồi nó cũng đi hết. Cứ giữ trong bảo tàng này, có một người ta cũng đánh cắp hay là một cái gì cũng không bảo đảm chắc chắn của nó, để yên đó đi sao lấy lại. Vấn đề con hỏi như vậy nè, bỏ qua chuyện đó đây. Bây giờ mình có cái bảo tàng, mình biết cái bảo tàng đó, mình có bản đồ đường vô được rồi. Nhưng vấn đề khi mình vô trong bảo tàng đó, phải biết tránh né những cạm bẫy trong đó. Nhiều khi thấy cái bảo tàng có bản đồ rồi đi tới chỗ đó mà chưa đâu là bị những cái cơ quan xét đặt trong đó chích, làm chích nhắc rồi bắn giết mình chết rồi. Thì con thấy nếu có bản đồ đi theo bản đồ, nếu mình hên thiệt là hên. Giống như trong những câu pháp cú của những người họ giàu có rồi họ bỏ nhà, họ đi tu mà gặp Đức Phật đó, thì họ được Đức Phật chỉ dạy, họ thành chánh, họ được giải thoát, đắc A-la-hán quả rất dễ dàng. Có những người đâu có thèm, đâu có thích nghe cái Đức Phật nói đâu, có gì tào lao vậy không, đâu có nghe. Có người Đức Phật giảng nhìn trời nhìn đất, có người quờ qua quờ lại dưới đất, có người ngủ cục. Thì cái đó tùy theo cái sự tu tập của mình, tùy theo cái ba la mật của mình nữa. Có bản đồ, phải biết cái bản đồ thiệt hay giả, hay bản đồ nửa nhạt, nửa mở rồi. Rồi mình phải biết cách nào để làm cái đó. Thì cái bài này con thấy cũng giống vậy đó. Có cái đường hướng biết là ở trong cảnh đời này vì vướng víu vợ con gia đình rất là khổ, rất là khó. Nhưng mà đã đi tu rồi, thì mà dứt khoát đi tu rồi, mình có dứt cái lòng của mình, có dứt được những cái cám dỗ ngoài đời không? Đó là một chuyện khác nữa. Rất là khó, bởi vì nói là khổ lạc, là khó lạc, rất khó tìm sự an lạc. Chỉ có những bậc A-la-hán, họ không còn tâm tham, tâm sân, tâm si nữa. Tất cả mọi việc đối với họ đều là danh sắc, đều là sẽ sinh diệt rồi quậy, quậy diệt thôi, họ cũng đi quậy diệt thôi. Thì mình chỉ những bậc đó có cái tâm trung đạo họ như vậy. Họ không còn khổ, tiếng người phàm như chúng con hả? Trời ơi, ghê lắm. Nó trình lên xẹp xuống, tâm nó đổi tới đổi lui, năm sáng nắng chiều mưa, sáng nóng chiều lạnh, tùm lum tùm la hết. Nội bắt cho cái tâm nó quậy cũng tưng bừng, cũng khổ như lắm. Còn chỉ kiến gì thôi đó. Bây giờ còn có 5 phút rồi, con trả máy đi. Để em thi vô nói, cầm cái mic lên nói cho hết, không cho trai nói hết. Rồi con cũng nói như đó cũng đủ rồi. Còn có gì sai sót, xin các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử chỉ dạy. Còn xin trả máy lại và chúc tất cả mọi người trong đạo tràng một buổi an vui. Sa thủ, kính cảm ơn cô Kim. Hôm nay cô Kim chia sẻ hay quá. Ngài thấy cô chia sẻ hay quá, Ngài chạy luôn rồi, chạy mục tiêu rồi, không còn ở trong rung đâu. Phải không Quỳnh Giang Nhật Hà? Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà, cô Tự Duyên, Nhật Quỳnh thấy đang ở trước máy nè, có phải không? Ngài chạy mục tiêu rồi, phải không? Alo. Dạ, cảm ơn cô Tự Nữ Tự Duyên. Dạ, anh em. Nãy giờ Nhật Quỳnh trốn, Nhật Quỳnh thấy mà ngài nói từ vựng, Nhật Quỳnh có một công việc một chút không có thể ngồi đó, phải chạy. Rồi bây giờ mời Giang Nhật Hà nha, thấy tự động đưa tay là rất là vui. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Kim chia sẻ. Và cái vấn đề mà bản đồ rồi đó, thì theo con nghĩ thì nếu mà chưa biết đúng sai, nhưng mà nếu mà mình có cái bản đồ trong tay á, mà nếu mà mình đi chưa tới đâu đi nữa đó, thì cũng sẽ chắc chắn là không có lạc, là mình đi đúng cái hướng. Còn cái chuyện là mình đi tới đâu hay là mình bị lạc giữa đường á, thì là nó cũng theo cái hướng là tốt rồi. Nếu mà mình có cái kim chỉ nam á, thì mình có đi giống như Mỹ nó nói đi zigzag gì đó, mình có đi xéo qua xéo lại lâu lâu thì mình cũng bị lệch, thì mình vẫn đi về cái hướng nam. Thì cái câu pháp cú này cũng nói như vậy. Cái pháp đen, pháp trắng thì nó phân minh.
cũng như là cái tay lắc đồng hồ như vậy đó, thì mình nếu mà mình nghiêng về bên một bên đó thì là nó lợi dưỡng, một bên thu khổ hạnh, thì cái người Phật tử cư sĩ của mình thì mình ráng mà giữ cho nó được được cái trạng thái mà cân bằng. Nếu mà mình giữ được cân bằng thì nó rất là tốt. Còn cái câu mà cái chữ mà viễn ly, cái câu cuối đó thì con thấy theo con đó, viễn ly khổ lạc á, thì cái sống xa nhà rồi viễn ly thì có khổ mà cũng có lạc. Tại cái khổ thì là của những cái người mà sống viễn ly á, giống như là quý sư á, thì sẽ có khổ về vật thực, những cái điều kiện sinh sống như trú xứ, thuốc men, y áo, điện nước, xe cộ, vấn đề thầy bạn, rồi chung chung là cái này là nó thọ khổ về thân xác. Nhưng mà nó lại được cái lạc, cái khổ và lạc thì nó hai vế, cái vế lạc sâu thì người ta sẽ được về cái mặt tinh thần rất là sảng khoái, vui với câu kinh tiếng kệ, có thời gian để nghiên cứu về pháp học và cũng có thời gian để hành pháp. Chứ không có phải như mình học pháp một chút xíu mình phải đi ra chạy vô khiêng nước lo đồ ăn rồi thì mình ở nhà đó, tại gia thì nó sẽ phát sinh nhiều cái công việc hơn, nhiều cái hệ lụy mà mỗi ngày mình phải đối diện. Cho nên cái viễn ly đó là cái một cái hạnh rất là cao và khó mà để mình hướng tới được. Thì con thấy như vậy đó, thì nó giống như là cái trái quả lắc đồng hồ như vậy đó. Một bên đó thì là mình lắc qua bên này á, thì là mình sẽ bị dính vào một cái lợi dưỡng của cuộc sống, mà lắc về bên kia quá thì đi khổ hạnh thì cũng không được. Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình ở là phải đi giữa cái con đường trung đạo, mà nó rất là khó để đi chính giữa. Nó giống như cái trái lắc đồng hồ mà nó lắc qua bên này, lắc qua bên kia, đứng ở giữa thì lại là hết pin, mà hết pin là hết giờ. Cho nên con hết giờ, con xin gửi mic lại cho cô Nhật Huỳnh. Con có ý kiến bao nhiêu đó thôi. Và con cảm ơn cô và đạo tràng ạ. Xà thú. Bữa nay cô kia mà Huỳnh Giang Nhật Hà chia sẻ hay quá. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Thệ Duyên cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu rất là xa thú. Dạ, nhưng mà Nhật Huỳnh ngồi nghe hai vị chia sẻ, mà sau cùng là Huỳnh Giang Nhật Hà chia sẻ đó, thì Nhật Quỳnh thấy cái hết giờ rồi, mà bây giờ thì không có ngày, nên Nhật Quỳnh xin phép nói một chút. Dạ, lại thấy rất là hào hứng. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Thì theo Nhật Quỳnh đọc cái câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, thì Nhật Quỳnh thấy thì kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc, thì thực sự bỏ nhà sống không nhà. Thì nếu cái người đời của mình đó, người đời mình sẽ thấy ồ khổ quá, sống không có nhà, lang thang khổ quá. Nhưng mà người trí thì thấy không có khổ. Dạ, người trí thấy không có nhà rất là nhẹ nhàng. Có nhà, thí dụ như mình nói ở Mỹ đi ha, ở Mỹ có nhà phải lo tiền thuế nè, tới cuối tháng nè, tiền bill, điện, tiền nước, ôi ra tùm lum thứ tiền. Nếu mình có cái nhà càng lớn thì bill bổng càng nhiều, còn không nhà thì khỏe re. Sống viễn ly thì rõ ràng mình thấy sống viễn ly thì ồ khổ quá, mình không có gia đình, mình ở một mình thì mình thấy mình khổ quá. Nhưng mà đối với người trí, người có cái tâm tu thì thấy mình không sống gần gia đình, mình đỡ cái phần ràng buộc. Nếu mình người nữ thì mình bị chồng, bị con, thế này thế kia. Còn nếu mình xa được thì mình không có bị chồng, bị con. Như bản thân Nhật Quỳnh đi, không có chồng nên sung sướng lắm.
muốn vô rum vô hồi nào vô, muốn làm gì làm, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, tùy theo việc mình đã. Thì Quỳnh thấy rất là khỏe luôn đó. Dạ, nếu mà có chồng thì phải lo chồng, phải không cô tu nữ tự duyên? Hôm mà cô tu nữ tự duyên khi mà mới mất chồng mà thấy khổ phải không? Nhưng mà bây giờ mất lâu rồi cảm thấy sung sướng phải không? À, đúng rồi, cảm thấy sung sướng phải không? Giờ không có chồng nên được xuất gia ở chùa, chứ có chồng làm gì được ở chùa, được xuất gia phải không? Nên giờ mình không cần chồng thấy sung sướng. Giờ bây giờ thì nhiều Quỳnh nhờ ngài đã rời rum rồi, ngài có việc ngài đúng rồi đó hả? Ngài đã rời rum nên nhiều Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ. À, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi đạo tràng chúng ta tu học buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Hà Giá. Chúng con thành kính tánh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt tỉnh thất chậu sư Quán Thông đang ngự, chùa Viên Giác, chùa Phước Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh lang bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng nguyên nhân ni ban ác sắc bát cha yo hồ tu, y đăng nguyên nhân ni ban ác sắc bát cha yo hồ tu, y đăng nguyên nhân ni ban ác sắc bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rừng chứng minh cũng như giảng dạy chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục trụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Hà Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chào tạm biệt đạo tràng.